Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của anh Dũng Vision. Hôm nay là ngày thứ thứ ba, là tức là ngày mùng 1 tháng 8 năm 2023. Trước hết tôi cũng xin cảm ơn anh Quý, tức là anh Lê Quang Quý, là chuyên làm hiệu trưởng ở cái trường kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, bí thư Đảng ủy. Có chúc mừng sinh nhật tôi, rất là cảm ơn anh Quý nhiều nhé. Và tôi cũng cố gắng phấn đấu để làm sao mà coi như là kênh của chúng ta ngày càng hoàn thiện, phát triển. Rồi, thì chúng ta bắt đầu vào cái chương trình của ngày hôm nay. Trước hết là chúng ta vào cái, nói chung buổi sáng thì nó nhiều đấy, cho nên là chúng ta vào mặt trận ngay các bạn nhé. Thông thường như thế này này, có một số bạn mới thì có thể là chưa biết được cái lịch. Nói chung là mình là buổi trưa, tức là gần trưa thì sẽ ra một cái video về chiến sự trong đêm ngày và đêm hôm qua, rạng sáng nay. Sau đến chiều ấy, thì thông thường là chiều, một trưa thì mình làm rồi, đến chiều là cái video thứ hai là nói về cái thời sự quốc tế, quan quả địa cầu. Và tối nếu mà có nhiều cái tin tức mới cập nhật về chiến sự thì sẽ có một cái video thứ ba, còn không thì là chỉ hai video thôi. Trong trường hợp mà có cái video thứ ba thì thông thường nó là có những cái điều nó có thể là nó dài quá thì nó phải cắt sang cái buổi tối, hoặc là nó có cái chiến sự đặc biệt nổi trội thì là mới làm cái thứ ba các bạn nhá. Thế bây giờ chúng ta vào cái thứ nhất, thì chúng ta vào ngay mặt trận. Thì chúng ta biết là cái tôm Shadow của Anh ấy, tích hợp trên cái Su-24 là nó bắn là coi như là có thể nói thời gian vừa rồi rất là nhiều, nhất là cái chỗ đường Ran Coi này này, cái chỗ ngã tư quan trọng nhất của cái hệ thống giao thông của bán đảo Crimea, thì là lần trước là bị rất là nhiều lần rồi. Sau đó là cái hôm vừa rồi ấy, là cũng lâu lâu rồi thì là bắt được một cái tôm Shadow và đem về Moscow nghiên cứu, thì từ đó trở đi là tóm được anh chàng này rất là nhiều. Như chúng ta biết là anh chàng này anh bắn cũng tương đối khá, tức là tên lửa hành trình không đối đất, tức là có khả năng là bay xa khoảng 250 km. Và nếu mà của Pháp mà nếu mà sắp tới mà đưa qua nữa thì có thể là bay cũng tầm nó 250 đến 300 km, tức là tầm xa. Nhưng mà cái scale đó không biết, tôi nghĩ là không biết là vừa rồi có bị đánh ở cái chỗ Odessa này không thì không biết này. Thế còn cái tôm Shadow thì thứ nhất đấy là Nga bắt bài, thứ hai là cũng bị đánh chỗ Odessa này vừa rồi, cho nên là cái la toán đây là đau quá. Với lại vừa rồi là mấy cái chỗ máy sân bay này phía tây này chúng ta nói đi nói lại mấy lần rồi, thì nó cũng có khả năng là đã triệt hạ được hết cái Shadow, hoặc là nó cũng còn rất là ít, và hoặc là nếu mà có còn thì bắn thì Nga cũng đã tóm được. Thế thì hôm vừa rồi chúng ta biết là có 12 quả là Nga tóm được, nhưng mà thực tế là có một quả là bị, tức là có khả năng cái mảnh nó rơi xuống cái chỗ mà cái cầu trong ga này các bạn nhé, là cái cầu nối Kherson với Crimea. Đấy, thì chúng ta sẽ xem cái video của cái chỗ cầu này. Nhưng mà có thể vẫn đi được, nhưng mà cái chỗ đường sắt là tôi thấy là nó đang có những cái, tức là bị gọi là chấn thương. Được, bây giờ tôi nói vào bây giờ từ ngữ bây giờ nó đi đâu hết, tức là đại khái là bị thiệt hại cái chỗ cái đường sắt đó, nhưng mà nó có vẻ là vẫn lưu thông được ở trong các cái đường bộ. Và cái đường sắt đấy thì tôi thấy là nếu mà sửa lại thì chắc cũng đơn giản thôi. Có nghĩa là cái tôm Shadow hiện nay là coi như là chúng ta cứ cho là nó đang đi vào dĩ vãng rồi. Cái điều đấy rất là mừng cho Nga. Điều đấy có nghĩa rằng là Nga luôn luôn nâng cấp và học hỏi. Có thể nói là các cái vũ khí của Nga có thể nói rất là hiện đại, có thể nói là hiện đại nhất thế giới đấy các bạn nhé. Chứ nhiều bạn này cứ nói là của Mỹ hay là của châu Âu không là gì đâu, mà trong khi đó nếu mà của bên đối thủ hơn, mà nếu mà bắt được cái đào đó thì rõ ràng là mang về là nghiên cứu ngay. Thì người ta, nếu mà các kỹ sư, các tổng công trình sư của Nga về các cái công nghệ về quốc phòng quân sự này thì người ta quá giỏi rồi. Người ta chỉ mở ra là người ta biết ngay là có cái gì hay có cái gì là người ta sửa ngay. Người ta soi từng milimét một trong cái đấy thì làm sao mà ấy được. Có những cái nó giống nhau và có những cái sự khác nhau thôi. Họ tìm cái sự khác nhau. Thế thì bây giờ là cái công nghệ của Nga mà bây giờ cộng thêm cái của châu Âu vào nữa, và người ta làm ngay, làm luôn. Đấy, là tức là đang hot mà, tức là đang trong chiến sự, chứ đương nhiên người ta phải làm rồi. Thế thì có thể nói là chỉ trong vòng một vài tháng nữa thì có thể là tất cả các cái vũ khí của phương Tây tại đây tôi nghĩ là cũng không ăn thua đâu. Đấy, là có thể bắt bài được hết. Chúng ta vào cầu Antonov tại khu vực Kherson. Thì chúng ta biết là hiện nay chúng ta nói cầu này thôi, cầu Alisky này, chứ không có nói cái cầu lớn trên sông Donetsk nữa.
mà chúng ta là đi xuống cái cầu Aleksey này, thì hiện nay là chúng ta thấy bên này nó nửa xanh nửa đỏ này, còn bên này thì nó đỏ hết. Thì hôm qua là Nga đã chính thức là bắn cối sang, tức là bắn bắn Su 34 sang các bạn nhé, và có cả cối nữa. Đấy, thì là tiêu diệt được ở phía bên bắc của cái cầu Aleksey này là khoảng 30 lính Ukraine, ba cái xe bọc thép và hai cái hệ thống pháo, trong đó có một cái M777 các bạn nhé. Có thể nói là cái đấy cũng là một chiến công rất là ok đấy. Thì có thể nói rằng ngày hôm qua bên Nga là nó có một cái số mà lính của Nga đấy là coi như từ bên này là chạy lên cầu, chạy lên cầu hoặc là chạy xuống dưới các cái đường này, là bắt đầu người ta chạy bằng cái xe lôi đấy các bạn. Nó giống như cái xe máy ấy, mà đằng sau nó có một cái hệ thống mà coi như là chống tăng. Thế là chạy tới đâu gần đâu được cái là bắt đầu anh xuống, anh lắp máy vào cái là anh bắn, là coi như là coi như là lên đường đấy. Thì chính vì thế cho nên là hôm qua đã đi diệt hai cái xe, ba cái xe bọc thép là cái khu vực phía bắc của cái cầu Aleksey. Trong đó là một số là bằng Su 34, còn một số thì bằng bằng cái xe lôi đó. Thì chúng ta xem video cái xe lôi đó là chúng ta sẽ thấy. Hôm qua anh nói về cối này, tôi cũng nói nhầm hôm qua các bạn nhá. Cái cối thì cối 82mm thì nó có chưa tới 10 quả đạn, chưa tới 10 phân thì nó làm gì mà nó bắn xa tới 6.000 km được. Tôi nói nhầm đấy, 6.000m các bạn nhá. Tối đa thôi chứ cũng thực tế là bắn tới 6.000m là nó cũng đã không chính xác lắm rồi. Nó chỉ chính xác ở tầm khoảng 600m cho đến 1.000m thôi. Là tức là nửa cây số đến một cây số thì nó sẽ là rất là chính xác. Chứ còn ra tới 5.000m, 6.000m tức là 5 km, 6 km thì nó cũng không được chính xác lắm. Thì hôm qua chắc là tôi nói nhanh quá thì tôi nhầm, thì thế các bạn comment lại thì tôi sorry các bạn nhá. Rồi cái đấy thì chúng ta là những người thông minh thì cũng tự hiểu lấy, tại cái cối 82 thì làm gì mà bắn xa thế được. Đấy, nói nhiều khi nó cũng hay bị nhầm lắm các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi lên khu vực Kharkovka này. Kharkovka là cái chỗ mà khu vực mà cái thủy điện đấy. Thì hôm qua là có một số cái đơn vị của Ukraine người ta đồn trú tại cái phía bên này. Cái chỗ này là người ta hay đồn trú lắm các bạn này, là cái chỗ này. Đấy. Đấy, thì là ngày hôm qua là coi chính thức là cũng lại bị Nga là bắn không kích, xong cho một cái đội ở đây là chuẩn bị đang qua sông, ý đồ là qua sông. Đấy, thì đang chưa qua sông thì là coi như bị không kích. Mà cái chỗ này là tôi nhớ là trước đây cũng đã bị một lần rồi. Thì là hôm qua là Nga xóa sổ ở đây các bạn nhá. Tức là cái khả năng là cái Su 34. Hiện nay cái Su 34 của Nga hiện nay đang hoạt động ở dọc cái khu vực, bởi vì cái chiến tuyến này nó quá dài các bạn. Nó quá dài mà coi như bây giờ mà cứ ở đâu cho ra mà lắm thế, cho nên là phải đi thôi. Đây chúng ta thấy này, chỉ cả hàng trăm km này. Đấy, cũng phải là 100-200 km đấy. Từ đấy thì là chỉ có sử dụng bằng cái máy bay thì anh bay tới bay lui đây thôi. Đấy, bay rất là xa đây, Kharkovka đây, hoặc là thậm chí là lên tới trên này nữa. Thế là anh cái máy bay này thì các bạn biết là Nga nó cũng mới cải tiến đấy các bạn nhá. Rồi cải tiến cả một cái loại MiG-31 nữa. Đấy, MiG-31 là bây giờ để mà nghênh chiến với lại F-16 nếu mà được cấp, và các loại Su-24 mà chở Sadom là Shadow là coi như cũng sẽ là chiến đấu. Cho nên các cái khu vực này là cứ là bằng máy bay thôi, tức là cứ dòm ngó là thấy được cái là bom thôi, chứ còn không bây giờ mà không có đi bộ mình đi tìm nữa, rất là mệt. Đấy thì cái khu vực hai cái khu vực ở cái bên ven sông này là như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi lên cái chỗ đây, chúng ta đang nói chỗ này Kherson và chỗ này là đập Kharkovka. Bây giờ chúng ta đi dọc lên, đi ngang qua nhà máy điện hạt nhân và chúng ta tới đây. Đấy, tới đây chính là Lukovo các bạn nhá. Lukovo Pyatikhaki đấy. Đấy, tôi view rõ vào luôn trong này cho chúng ta nhìn dễ. Ở cái chỗ khu vực này thì như chúng ta biết là hôm trước là đã đánh một cái trên cái đường này từ Kamianska về chỗ Lukovo Pyatikhaki, là coi như là có một cái kho đạn, tức là người ta đang chuyển xuống dưới Pyatikhaki để có khả năng để đánh Zarebianka, để xuống Luove và xuống Vasilivka dưới này. Đấy là vào hôm qua nữa thì chúng ta cũng nói là đánh là một cái đơn vị mà coi như lố nhố ở đây, là coi như là cũng là phát hiện ra là đánh. Và tối hôm qua là cũng đánh lại cái khu vực phía bắc của Pyatikhaki các bạn nhá. Thì cũng chắc là cũng được một số binh sĩ nữa.
Đấy, nhưng mà là đánh vào ban đêm. Thì hiện nay là Nga đã nhận được rất là nhiều cái vũ khí mà tức là cái nhìn đêm đấy mà các bạn. Đấy, kính nhìn đêm thì nó có thể nói là nó cũng sẽ tăng được cái khả năng sát thủ hơn. Thì như hôm trước chúng tôi nói là có một cái tạp chí ở Nga nó quyên góp được rất là nhiều các cái hệ thống cho các cái khu vực, đặc biệt là chỗ Stromazer đấy, và bây giờ cũng đưa sang chỗ Lokova này, cũng như là cái chỗ bên cái Rabotina, cái chỗ mà Orikhov đấy, cái khu vực đấy là có thể nói là rất là cần. Như chúng ta biết ngày hôm qua là đi tìm được nó lùng sục, là cuối cùng là thấy ngọn cây ngọn cỏ rung rung là coi như nó cũng bắn được đấy. Thì hôm qua cũng là tiêu diệt một số ở cái chỗ phía này các bạn nhá. Cái chỗ này cũng đi nhanh thôi, chúng ta nó cũng không có nhiều cái lắm. Ra chỗ Rabotina này thì chúng ta biết là cái quảng trường ở Brasley đây thì tiếp tục là săn tìm các cái lính mà đang ẩn nấp. Thì chúng ta biết là họ cái số mà khi mà phát hiện ra thì tiêu diệt được ai tiêu diệt, còn số còn lại là họ chui, họ lùi, họ về các bạn nhá. Họ tiếp tục họ về phía sau, có thể là người ta luân chuyển quân hoặc là như thế nào đó, thì chúng ta sẽ xem cái video. Khi mà người ta gặp nhau là người ta chở nhau về, thì là cũng là Nga những cái lúc mà khi mà chưa lên xe là Nga không đánh đâu, tất cả lên xe rồi bắt đầu lên đường cái là bắt đầu Nga đánh các bạn. Đấy, thì hiện nay thì họ một số thì người ta cũng đào công sự để chuẩn bị tiếp tục cho cái làn sóng tiếp theo, một số thì nói như là người ta luân chuyển về và mang thương binh hoặc là những là thi thể các thứ nó về, nó nằm rải rác khắp cánh đồng đấy. Thì hôm qua thì cũng là một cái xe bọc thép nó cũng đã bị đang trên đường về thì bị Su-34 hoặc là cái Lancet nhìn đêm của Nga là bắn. Thì có thể nói là nếu mà có các cái vũ khí mà nhìn đêm bây giờ gắn luôn cả lên cái UAV không người lái thì có thể nói cũng là thay đổi cuộc chơi đấy các bạn nhé. Thì hôm qua đã chúng ta có thể là nhìn thấy cái video này, nhìn trông rất là chán. Sau khi mình lên rồi là coi như là bị bắt, bị bắn. Bây giờ chúng ta đi lên cái chỗ khu vực cái mỏm. Trước khi đi lên chỗ cái mỏm thì chúng ta, tại vì cái chỗ này là góp rất nhiều coi như là thịt ở đây, cho nên chúng ta cũng dừng tại đây một tí. Hôm nay ngày 1 tháng 8 rồi, cho nên là chúng ta biết là cái phản công này là từ ngày 4 tháng 6. Cái đợt đầu là 4 tháng 6 đến ngày 7 tháng 6, sau đó là từ ngày 10 tháng 6 đến 14 tháng 6 cho đến bây giờ, tức là gần 2 tháng. Thì Bộ Quốc phòng Nga đã tổng kết, tức là cái đợt này là cái đợt mà tháng 7 đấy các bạn nhá. Tháng 7 đến tức là cái tháng 6 thì tổng kết rồi. Tháng 6 các bạn biết là có 20.000 26.000 là bị gọi như là tiêu diệt. Thì tháng này là có 20.000 thôi các bạn nhá, 20.824 bị tiêu diệt, tức là cộng vào là như thế là 46.800 từ ngày 4 tháng 6 đến bây giờ. Đấy, 46.800 là rất lớn các bạn nhá. Còn riêng trong tháng 7 này thì 227 xe tăng và xe bọc thép. Đấy, từ cái tháng 7 đấy, từ cái vụ mà ngày 4 tháng 7 trở đi đấy. Đấy, là 227 xe tăng và xe bọc thép, trong đó có rất nhiều xe Leopard rồi Bradley thì cũng 11 chiếc nữa. 10 cái xe nhảy dù rồi rất nhiều các loại xe bộ binh chiến đấu khác. 40 hệ thống pháo, trong đó có rất nhiều cái M777 của Mỹ. Đấy, như thế là chúng ta thấy là tại vì ở đây có ngày có những ngày mà coi như là chết 200-300 em, rồi có một ngày là chết tới là tiêu diệt 53 cái xe tăng và xe bọc thép, trên một tháng mà có 227 thì nó cũng là bình thường đó các bạn, chứ không phải ngày nào cũng đánh được nhiều thế. Đấy, thì riêng ngày 26-27 thì chúng ta biết rồi là cái mặt trận Rabotina này là đã 400 binh sĩ trong 2 ngày đó và 31 xe tăng. Đấy, chứ còn là 2 cái ngày đó là vừa chết nhiều mà vừa xe tăng cũng bị nhiều. Chỉ còn cái riêng một cái ngày nào đó tôi không nhớ là 53 cái xe tăng thì chúng ta nhớ rồi. Như vậy là nếu mà tính 2 tháng vào thì là 46.800 lính, coi như là bằng cái số mà Wagner đã mất trong vòng 7 tháng các bạn nhá. Đấy, có thể nói là rất là nhiều chứ không phải là ít đâu. Mà hiện nay nó bắt đầu là M31 MiG-31 của Nga là bắt đầu là hoạt động rồi. Bắt đầu sau này chúng ta biết cái khu vực này chủ yếu K-52 phản động thôi. Đấy, chúng ta thấy bay từ dưới này lên thì chỗ dưới Beridian lên đấy các bạn, cái thành phố mà phía tây của Beridian là bay lên đây và bay lên cái chỗ cái mỏm này. Bây giờ chúng ta vào cái mỏm này, cái mỏm Vremica. Thì các bạn biết là hiện nay cái chỗ mà khu vực mà chỗ Stromazer này tuy là coi như là gọi là Nga đã chiếm được, nhưng mà thực tế là cũng không ai dám vào đây, nó giống như là cái túi ấy các bạn. Thế bây giờ mà cứ Urana vào đây là chết, cứ một ngày cứ 100-200 người như vậy. Thế là bây giờ là Nga hôm rồi là đã tống ra rồi,
thì có thể nói là đẩy Ukraine ra khỏi cái Staromajorskoye này thôi, chứ không nghĩa là coi như mình cắm cờ vào đây. Đấy. Tức là không vào đây. Đấy, các bạn nhá, tôi không cho Ukraine vào đây mà Nga cũng không vào đây. Cờ thì vẫn có thể cắm của Nga được, nhưng mà nó không có thành biểu hiện bằng cái, chúng ta thấy là nó nằm trong cái khu vực mà nó cũng không phải là xanh mà cũng không phải là đỏ, mà nó trắng trắng này này. Thì có một tí phía bắc là coi như của Ukraine, nhưng mà thực tế là họ không dám vào nhỉ. Hiện nay Staromajor là cái túi gọi là coi như là cái hũ nước cơm này, ông nào vào đây là coi như là chết thôi. Đấy, cho nên là có khả năng là như vậy là rất khó. Thế thì hiện nay thì bắt đầu tập trung họ đánh sang cái chỗ mà Urasna này. Đấy, có thể nói là đánh vào khu vực này thì Nga cũng đang cố gắng đang giữ, tại vì Nga đang thống trị cái khu vực Staromajor này thì đương nhiên là phải giữ cái chỗ này rồi. Đấy, đương nhiên là phải giữ đây rồi. Thì các bạn biết là hiện nay cái chỗ này cũng đang có những cái sự giao tranh rất ác liệt. Đấy, thì hiện nay bên Ukraine người ta huy động về cái khu vực này rất là nhiều các cái lữ đoàn. Chúng ta biết là lữ đoàn thủy quân lục chiến 38 là từ Odessa về. Từ Odessa bây giờ còn đánh đấm gì ở đấy nữa đâu mà thôi, về đây hết rồi. Hội quân ở đây để mà đánh xuống từ cái mỏm này đánh xuống, có vẻ là cái chỗ này là ổn nhất đây. Đấy, cho nên có cái hôm qua cũng có một cái 36 là nằm ở chỗ Vuleda về, nằm ở giữa. Rồi một cái 35 nữa, 35, 36 và 738 thủy quân lục chiến hiện nay đang tập trung hết tại khu vực này. Có lẽ sắp có cái đợt gọi là quả đấm thép của các lực lượng vũ trang Ukraine xuống khu vực này. Tại vì Rabotina thì thấy cũng không ổn rồi. Như vậy chúng ta nhận định rằng hai cái khu vực mà có vẻ là nuốt được, thì tức là theo ý của Ukraine trong vòng tháng 8 này. Tháng 8 thì chúng ta biết rồi là cố gắng mà đánh làm sao mà cho nó phải có ra ngô ra khoai, ra tấm ra miếng, chứ nếu mà không được là coi như là thua luôn đấy các bạn nhá. Thì có vẻ cái chỗ này là cũng ăn được. Đấy, thì cứ tập trung về đây. Rồi về chỗ Bakhmut là chỗ Artemov thì các bạn biết là đánh ở chỗ Chernivtsivka với phía trên là Berkivka, thì tất cả đấy cũng có vẻ là được. Với lại ông Zelensky ông tới cái chỗ Chasovka, chỗ Bakhmut này ông thăm rồi thì có khả năng là ở đấy và ở đây. Thì chúng ta cũng phải chờ xem thôi, chứ đánh ở đâu thì chúng ta sẽ đi đến đó thôi. Không có vấn đề gì. Thì hiện nay là coi như là tôi xóa cái này đi nha. Đấy, cái phía dưới này thì các bạn biết là đây. Thì chỗ này vào thế này. Hiện nay thì Nga đang bỏ bom vào các cái chỗ này các bạn nhá. Chỗ này. Zhevhaynovka và cái chỗ bên này. Đây và Novopetrikovka. Tức là hai khu vực này là Nga đang bỏ bom rất là nhiều. Tức là chúng ta biết là nó khi mà đánh được cái phía trên rồi là người ta là bên Ukraine nó bỏ bom xuống dưới này rất nhiều lần, tức là lan xuống dưới này rất nhiều, nhưng mà có cái là tức là dọn đường đấy, cứ nghĩ là ăn xong được cái Staromajorskoye đấy là đánh Urasna, rồi cái chỗ này đây, cái chỗ này là Novodonetsk đánh Skrabenchik là coi như là đánh xuống, thì cho nên là Nga là coi như là bắt đầu là đang tập trung đánh vào các cái khu vực này, không biết là khả năng đánh vào trinh sát hay là như thế nào ở khu vực này thì chúng ta cũng chưa nắm được cái chỗ này, mà tại sao mà đánh ở đây rất là nhiều, nhất là hai khu vực này. Đấy. Rồi còn trong khi đó thì Ukraine cũng đánh vào cái chỗ giữa Prutina và Staromajor ở phía trên này. Đây là họ đang đánh cái khu vực này. Đây Prutina đây, Staromajor là họ đang đánh cái khu vực này, hình như cũng trúng xe tăng của Nga đấy các bạn nhá. Thế trong khi đó thì Nga thì lại đánh vào khu vực này. Nga thì đánh vào khu vực này chúng ta biết rồi. Đây, hôm nãy là chỗ này và cái chỗ này. Đó. Tại cái ý đồ của Ukraine là các bạn biết rồi, là đánh sau đi Staromajor đây này. Đấy rồi đánh Urasna thì họ nghĩ họ sẽ thắng, sẽ ăn, nhưng mà có cái là không ăn được. Rồi sau này là sẽ tiến xuống dưới này. Ý đồ là như thế, nhưng mà có cái là không phải dễ. Còn ngày hôm qua hôm kia thì các bạn biết rồi, đánh khắp nơi khu vực này ấy. Đánh chỗ nào cũng đánh hết, là chúng ta thấy rồi, 4-5 chỗ phía dưới này này các bạn, hôm qua hôm kia nhớ chưa, 4 cái nữa hình thoi đấy. Thì bây giờ là làm không biết là lực lượng trinh sát nó đang, cái lực lượng trinh sát họ có lẽ là họ đi theo các cái làng này, họ xuống đây, cho nên Nga đã phát hiện là Nga đánh vào các cái chỗ cái làng nào mà có trinh sát. Đấy, cái khu vực này nó trống mà, cho nên là có cái làng nào là Nga sẽ nắm được ngay. Đấy, cái tình hình hiện nay cái chỗ khu vực này là như vậy thôi, chứ còn Nga thì chủ yếu là bây giờ lo giữ cái chỗ gọi là cái pháo đài, tức là thành trì đấy,
tức là gọi là tôi hay nói là ngưỡng kháng cự, cố gắng giữ cái chỗ đấy chứ đừng có để phát triển xuống dưới này cái là bắt đầu là. Nhưng mà hiện nay mà họ tập trung bốn cái lữ đoàn đây, lữ đoàn thủy quân lục chiến các bạn nha, chưa nói các lữ đoàn khác sơn cước nọ kia nữa, rồi các cái tiểu đoàn súng trường độc lập nữa thì có thể đánh lớn ở đây thì để mà gánh bớt cho cái mặt trận bên quảng trường Brestley chỗ Robotina đấy, thì cũng có khả năng là ở đây cũng sẽ đánh lớn trong tương lai. Chúng ta đi qua Vulena thì hôm qua, tối hôm qua tôi nói rồi, chúng ta bây giờ lên chỗ Babeda đây. Đây thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta biết là Novomikhailovka, thì hôm qua là Nga cũng có đánh bom ở khu vực này. Đấy. Còn hiện nay là Nga lại đánh bom tiếp vào cái chỗ phía ngoài của cái chỗ mà Marinka, nên gọi là Maximilianovka. Đây nó có vẻ nó hơi nhỏ cho nên là chúng ta không thấy. Đây thẳng cái chỗ mà Marinka ra đây. Đây Marinka này. Đây. À đây các bạn này, đây Maximilianovka đây. Đấy, thì hôm qua là Nga đã đánh bom ở đây các bạn nhé. Cả một cái dãy này này, hồi xưa là đúng ra là đánh ra đây lâu rồi, mà coi như hồi xưa tôi nhớ là chiếm được nửa cái hồ này, còn nửa cái hồ đang đánh tới thì là coi như là không biết tại sao lại dừng. Chỗ mà Marinka này hình như cũng không quan trọng lắm, mà cái chỗ này thì cũng còn có 10% thôi, chúng ta biết rồi. Khu vực này là khu vực của anh Akhmat, anh dùng sử dụng nên bây giờ anh lên Bakhmut rồi, chắc trên kia là nó sẽ có những cái nó gọi là quan trọng hơn. Bây giờ chúng ta đi lên phía trên này là nó là Anipka. Cái chỗ mà cái này chúng ta không nói nha, hôm qua là có cái anh phóng viên ấy là anh lộ xong tức là đã đánh cái chỗ Krasnaya này coi như gần như là nát hết rồi các bạn nha. Thì Nga sẽ tấn công vào cái khu vực này, thì tôi nói rồi, khi mà lấy xong Anipka ngoài này ở dưới này đánh lên nữa coi như là xong phim cái khu vực Donetsk. Ấy, nhưng mà tình hình thì đấy là theo cái gọi là kịch bản của bên Nga thôi, chỉ còn bên kia nó cũng có cái kịch bản của bên kia. Thì khu vực này là khu vực Anipka, thì Nga tiếp tục không kích vào cái chỗ mà bên Ukraine đang tập kết giữa Latashkina và Orlovka, là khu vực này các bạn nhé. Thì Nga hiện nay đã không kích vào khu vực này. Chúng ta biết là cái khu vực mà Latashkina là tôi hay nói là cái lực lượng tập trung rất đông, nhưng mà quả đấm thép của Nga một cái thì lúc đấy là phải xong, chứ bây giờ đánh là nó tán loạn hết, thành ra nó bể kế hoạch hết. Cho nên tôi nghĩ là bây giờ đang đánh lung tung ở khu vực này. Còn riêng Nga thì các bạn biết rồi, các cái chỗ mà Krasnogorovka cũng như Veselivska này, Kamenska này, thì tất cả này là đều là nằm trong cái tầm hỏa lực của Nga hết. Còn cái phía dưới mà lúc nãy mà nói anh nhà báo của ấy đây là nó phía dưới này các bạn nhé, thì sẽ đánh lên đây là Anipka đây các bạn, ý là như vậy đấy. Cho nên là hôm nãy tôi nói là cái ý chỗ đó, thì hiện nay là riêng cái khu vực mà chỗ Donetsk, từ cái khu vực mà chỗ Marinka, Babeda, gọi là Novo, tức là Staromilovka, cũng như là cái chỗ Anipka này ấy, thì là hôm qua là bên Ukraine là tổn thất 220 binh sĩ, 8 xe bọc thép, 6 hệ thống pháo các bạn nha. Đấy là Anipka thôi. Rồi bây giờ chúng ta đi lên khu vực Bakhmut. Từ Anipka thì chúng ta đi lên Bakhmut. Bakhmut đây thì chúng ta là dừng chân tại cái chỗ này. Cái chỗ này thì hôm qua là cái chỗ mà đây nó gọi là Orazianovska, thì Nga đã pháo kích ra phía ngoài này, ra ngoài này. Tức là nói chung là đánh mà tay bo mà hai bên bắn nhau là không có các bạn nha. Bây giờ toàn tiêu diệt các cái pháo rồi kho đạn rồi cũng như là hay là nó đang tập hợp quân các thứ thôi. Thì hôm qua là một cái pháo của Ba Lan là đã bị tiêu diệt tại khu vực này. Rồi tiếp tục là không kích vào chỗ Ivanovka, là Ivanovka là phía trên đấy các bạn. Tại cái này nó nằm như thế này. Đây cái này thì có thể lấy được Ivanovka này. Đây. Thì coi như là Nga là hôm qua là đã đánh một cái xe tăng ở đây, và chỗ Inovka thì là Nga cũng đã pháo kích ra cái chỗ mà cái nhô lên đi xuống này là đi vào tượng đài MiG-17 đấy, thì là hôm qua cũng là lại kho đạn nữa. Thế thì cái chỗ ngoài ra xuất ra đây, hôm trước là ông Zelensky ông tới ông thăm cách đây mấy ngày ấy, thì bắt đầu chắc người ta đang chuyển đạn dần vào cái đường này đây các bạn, cái đường này nó đi vào thẳng Bakhmut đây đấy, thì người ta tải đạn dần đấy chứ không phải là đi mà chở một lần là bây giờ lo chở trước đấy, để sau này đánh vào Bakhmut trong tương lai đấy. Thì tất cả các khu vực này là coi như gần như là đang chuẩn bị, nó im lặng mà đang chuẩn bị cho những trận đánh lớn đấy các bạn.
Đấy, thì hiện nay là cái chỗ mà Crisipr thì cũng giao tranh tìm kiếm cái gọi là cái điểm cao đấy thôi, chứ còn cũng không, nhưng mà hôm qua thì đêm nay thì, đêm qua thì không có gì các bạn nhá. Hiện nay cũng thấy im im cái chỗ này. Đấy, tức là nó cũng trước cơn bão đấy, im lặng trước cơn bão. Bây giờ chúng ta đi lên trên 31 này. Đấy, bài khiếp ca thì hôm qua thì cũng rỗng rỗng đây, nhưng mà cũng không không chưa chưa ăn thua đâu các bạn nhé. Tất cả đều kiểu như là nó gọi là, mình hay gọi là dền dứ đấy, để xem ngó nghiêng xem thế nào đây đã. Đấy, có thể là đánh úp một cái từ phía bắc xuống bắt mút, hoặc là úp cái là từ phía nam lên bắt mút. Đấy, còn phía tây vào thì các lữ đoàn nó đầy ở đây rồi, là nó vào thì bất cứ lúc nào. Còn phía sau thì đang đánh, họ đánh hậu cần thì chúng ta mấy ngày nay chúng ta nói nhiều rồi. Thế là cái chỗ bên trên Bắc Soleda này thì phía tây, cái chỗ mà Brastoria đây. Đây các bạn biết là cái chỗ này là thường xuyên là Ukraine đánh vào đây. Đây là cái chỗ mà chúng ta hay nói đây. Nó gọi là Brastova đấy. Thì hôm qua là UAV của Ukraine lại tiếp tục đánh vào khu vực này. Đây, các bạn nhá, đánh vào khu vực này. Tức là họ cũng muốn là đánh vào cái chỗ Brastova thì thực tế là chưa đánh được, nhưng mà cái khu vực này gần như là họ anh tạc suốt rồi. Thì chúng ta biết rồi, cả cái khu vực dưới này Belorovka với lại cái chỗ mà Zakolupka dưới này nữa, thì chúng ta biết là hiện nay là tập trung đánh cái chỗ này. Mà hôm qua họ đánh đây cũng được một cái cũng đánh được cái xe tăng của Nga các bạn nhé. Còn trong khi đó thì Nga lại đánh ở phía ngoài này, chỗ VNK nó nằm trên này này các bạn này. VNK nó nằm ở phía dưới của Sivet, tức là gần như trung tâm của khu vực Sivet. Thì hôm qua lại Nga cũng tấn công bằng UAV thôi, chỗ VNK. Và toàn bộ cái khu vực này là hôm qua là bên Ukraine cũng tổn thất 140 lính, 5 xe bọc thép và 3 hệ thống pháo các bạn nhé. Chúng ta đi lên view nhỏ lại này. Đấy, chúng ta đang ở đây này. Đấy, view nhỏ này chúng ta lên này. Lên này. Lên đây là cái chỗ vụt rừng tội phạm này, thì chúng ta lại vào lại cái chỗ mà Belorovka. Belorovka đây là mỏ đá, mỏ than và có cái ga đường sắt cũng như khu công nghiệp nhỏ ở đây. Thì hiện nay là cái phía bắc của cái khu công nghiệp này thì là Ukraine quản lý, mà phía nam thì là Nga đang quản lý. Nhưng mà hôm qua là Nga đã bỏ bom vào cái chỗ mà bên Ukraine đang quản lý các bạn nha. Thế còn cái chỗ mà rừng tội phạm đây thì hôm qua Ukraine cũng đang tấn công vào cái chỗ cái góc này. Tức là họ tấn công vào cái chỗ góc này để là tấn công vào là khu này. Còn đây cho các bạn biết là cái khu vực này là của bên Ukraine quản lý nha. Nó là vùng xám thôi. Thế còn bên này là dưới này là Nga quản lý. Đấy, thì cái này nó xám thì cho nên là chúng ta cũng không thể bôi màu được. Đấy, còn nếu mà bôi màu thì Nga là ông Nga ở đây đây. Đấy là màu vàng, màu đỏ cho của ông là thí dụ đấy. Thì là trên đấy là màu xanh. Thì hiện nay cái khu vực này cũng là cái chỗ mà rừng tội phạm này thì coi như cũng đánh nhau cái qua lại suốt thôi, chứ cũng không có giải quyết được nhiều cái chỗ này. Mà Nga thì chúng ta nói, hôm qua chúng ta nói rồi, tức là cái rừng tội phạm này Nga cũng đã chiếm được rất nhiều rồi. Đấy, cái chỗ mà thậm chí gần tới cái chỗ mà Sarabianka ở dưới này cả. Đấy, nhưng mà cũng cứ đánh qua tương tác qua lại hết, chứ nó, cái rừng thì cứ chạy qua chạy lại thôi, chứ cũng không thể là chiếm hết cả cái rừng này. Rừng này là rất rộng các bạn, một cái làng nó bé tí thế này mà cái rừng nó to cỡ này luôn là các bạn biết rồi. Nên cho nên cái khu vực này cũng cứ đánh qua đánh lại thôi, chứ nó cũng không có chưa dứt điểm được cái chỗ này. Mà như hôm trước tôi nói là theo cái tinh thần của Bộ Quốc phòng Nga là khả năng là cái khu vực này là sẽ giảm về tiến độ. Bây giờ tập trung lo các cái chỗ khác. Đấy, có thể là Crimea cũng đang lo chỗ Crimea, rồi đang lo cái chỗ cái mỏm Vremenka, hoặc là cái chỗ Bakhmut Artemov. Đấy, chứ còn cái khu vực mà Antonov hoặc là những cái Rabotina thì có vẻ là cũng không được nhắc đến. Thì tôi nghĩ là cái mỏm đấy với cái chỗ Artemov thôi, chứ còn khu vực Sivet này thì thực tế lực lượng Nga khu vực này rất đông, nhưng mà có cái là chưa, cái này có thể là tương tác để mà đánh. Nếu mà khi nào mà lấy Kharkov ấy, thì các cái lực lượng mà từ Kurian xuống Liman đây là sẽ tập trung đánh Kharkov, sẽ lấy Kharkov sau. Rồi chúng ta tí nữa nói về chuyện Kharkov sau. Bây giờ chúng ta rời cái chỗ mà khu rừng tội phạm này, chúng ta đi lên cái mỏm đây là Kremina, Toroska và Zarchina. Thì chúng ta bỏ qua khu vực này mà chúng ta lên phía bắc thì là lên cái chỗ là Chernopropka đây. Thì chúng ta biết là cái khu vực này nó đã nằm trong hoàn toàn khu vực của Nga. Nhưng mà chúng ta nhớ là hôm trước là chúng ta
bên bên Ukraine, bên bên Nga đã bắt được một cái xe, tức là thiết giáp của xe bọc thép, xe thiết giáp đấy, là của Thụy Điển, các bạn biết rồi, đã mang về Moscow rồi, hiện nay đã về Moscow đang mổ ra nghiên cứu các bạn nha. Thì có thể nói là hiện nay Nga cũng đang dùng một số các loại, rất nhiều các loại xe tăng mà của cái thời xưa, tức là cách đây 30 năm rồi, tức là cái hồi mà sau khi mà tách ra hết các nước, tách riêng ra thì là coi như cái sự hữu của Liên Xô thì bên Nga là sự rất là nhiều, thì bây giờ cũng đem ra mà dùng thôi. Và có thể nói trong vòng 3 tháng qua, ngoài cái việc mà coi như sử dụng cũng đang tiết kiệm thôi, cũng chưa đánh lớn mà, cho nên Nga hiện nay đang nâng cấp tất cả các loại xe tăng mà của ngày xưa các bạn nhá, chứ không phải là coi như nó theo thiết kế cũ nữa, có những cái người ta đã thay đổi và người ta nâng cấp này, có thể là cái lượng xe tăng này rất lớn. Và bây giờ mổ cái xe tăng này của Thụy Điển này ra nữa thì coi chúng ta sẽ từng mm mà soi nữa, thì là có thể là nếu mà có gì hay thì học, còn nếu mà nó chỉ bằng hoặc là thấp hơn, kém hơn thì thôi khỏi cần. Nhưng mà cứ phải mổ ra hết các bạn nhá. Thì là cái khu vực này thì hiện nay là có khả năng là xe tăng của Ukraine nó đã vào trong này, có thể nó đã vào trong này các bạn nhá. Tại vì là hiện nay là cái UAV đang soi là thấy hình như có động ở khu vực phía trên của Charopapovka này. Đấy, thì cái này là chúng họ đang nghiên cứu. Còn trên cái chỗ mà Poslanka này thì UAV của Ukraine nó cũng đã tấn công được một cái xe tăng của Nga ở trong này các bạn nhá. Tức là bây giờ UAV này lượn suốt rồi, thì có thể nói là cái chỗ này là cũng đang bị, tức là họ đang tấn công vào, tức là họ cũng biết rằng là người ta là Nga cũng muốn vẽ ra một cái đường mà nó thẳng như thế này là để mà thành của ống hết đây, cho nên là bây giờ là người ta vẫn đang vận động vào đây, các lõm lõm này các bạn thấy rồi. Đấy, cái lõm hai bên này là đấy, là người ta đang tấn công vào khu vực này. Rồi chúng ta lên cái chỗ mà Novohovka, thì cái chỗ này ấy là lên chỗ Karamazinovka này, đây Karamazinovka đây ta view vào nó ta mới thấy này, chứ nó không thấy này đó. Thì hiện nay cái khu vực này ấy là chúng ta biết là Ukraine đánh xoáy vào đây, là các bạn thấy rồi, đánh xoáy vào đây thì hôm qua là Nga bắt đầu là bắn súng phun lửa ra. Đấy, bắn ra phun lửa xong cái là bắt đầu nó chạy tán loạn ấy, cái là bắt đầu là Nga bắt đầu là đánh bao vào cái khu vực này rất là nhiều các bạn nhé. Ở đây khu vực này cũng tiêu diệt được một số, hiện nay đang giao tranh ở phía ngoài này. Nhưng mà có cái là có vẻ như là Ukraine người ta cũng đã chiếm được một tí ở phía trong này rồi các bạn nhé. Cái chỗ này này, cái chỗ này là khả năng là đang bây giờ trở thành vùng xám rồi. Đấy, nó chiếm vào đây rồi các bạn này. Đấy, theo cái hướng mũi tên này. Đấy, cho nên là chỗ này là rất là nguy hiểm Nga, cho nên là các cái lực lượng phía ngoài này là để mà đánh vào đấy là Nga tiêu diệt ngay ngoài này, còn trong này thì số mà đã vào trong rừng này rồi thì sẽ là nằm trong tay của Nga. Đấy, chúng ta tôi view ra là chúng ta đã biết chúng ta đang ở đâu, là chúng ta đang ở đây, tức là cái mỏm đây, còn nó là ở giữa, trên này là coi như là Kurian thì là chúng ta đang ở giữa. Xong chúng ta đi lên một tí nữa, đi lên cái chỗ này, nó cái chỗ mà chỗ này chúng ta biết rồi. Đấy, Kurizomovka này thì ngoài này là Novosilovska, thực tế là đúng ra là Nga cũng đã lấy được cái chỗ này rồi, nhưng mà bây giờ nó lại cũng vẫn là vùng xám đó các bạn nha. Đấy, hiện nay là vùng xám thôi. Thì chỗ Berestovia này thì Nga đang ném bom ra phía ngoài này. Đấy, hiện nay Nga cũng đang ném bom, nói chung là đánh trực diện nhau là rất ít, mà chủ yếu là đánh bom với UAV và đánh xe tăng các thứ rồi các bạn. Đấy, thì hiện nay là Nga đang đánh ra ngoài này, tức là chúng ta thấy ngoài này không có nhà dân đâu, chỉ có những khu vực có rừng không thôi. Đấy, cho nên là đánh ra ngoài này là coi như để mà cuối cùng là từ trong cái Novosilovka này là bắt đầu tấn ra để mà lấy cái bên này là bên Kharkov rồi các bạn nhá, để thuộc đất Kharkov chứ không phải đất Luhan bên này thôi. Đấy, hiện nay cái khu vực này vậy thì đánh bom chỗ này với cái chỗ mà phun lửa lúc nãy á, mà nó chạy tán loạn ra đấy, là chúng ta biết là như thế là tiêu diệt được 45 binh sĩ, 4 xe bọc thép các bạn nhá. Rồi bây giờ chúng ta đi lên Kurian thì hôm qua cũng không có cái gì lớn. Đấy, nhưng mà cái chỗ biên giới thì nó cũng có chuyện. Thì biên giới hôm qua là chúng ta biết là Nga không kích, pháo kích
Bây giờ là coi như thí dụ như là sau này mà đánh cắt cốp là sẽ đánh từ ngoài đánh vào, chứ không đánh nhảy luôn vào thành phố mà đánh theo kiểu mà coi như là chiến tranh đô thị này các bạn nhá. Thì hôm qua là Nga không kích từ bên bên Nga qua, là coi như là một cái chỗ khu vực này, UD này, đấy, một cái xuống dưới thế này, đấy, và một cái là từ cái khu vực này là vào Kharkov luôn. Thì hiện nay là coi như là hôm qua là có ba cái điểm nổ tại các khu vực này, tức là Nga đang thử các cái loại pháo kích mà đang cải tiến, bây giờ là cải tiến hết các bạn. Đấy, chứ bây giờ không 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 cần phải UAV hoặc là máy bay tới đây, mà bây giờ pháo kích từ bên này. Như chúng ta biết là từ Belgorod đi Kharkov này là có 70 cây, 75 cây thôi, mà còn từ cái biên giới này tới đây cỡ tầm 30 cây thôi. Thì mà nếu mà pháo binh mà cỡ 40 50 cây là bắn được rồi các bạn nhé. Bây giờ pháo mà như pháo 155 bây giờ thậm chí của bên bên của Mỹ đây là nó còn bắn tới, nó cải tiến bắn tới 70 cây đấy các bạn. Cái loại xịn là 70 cây nhưng mà thông thường nó bắn khoảng 24 đến 32 km là chuẩn chuẩn luôn. Đúng tọa độ là nó bom là trúng luôn đấy. Thì hiện nay thì Nga cũng chơi cái kiểu là cái loại 40 50 km là bắn từ bên ấy sang, chứ không việc gì mà phải bay, vừa tốn kém mà vừa nguy hiểm. À, trong khi đó mà ở cái đất ở bên 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 mình tức là mình câu sang thì nó dễ hơn. Đấy thì toàn bộ cái tình hình ngày hôm nay là như vậy thôi các bạn. Đấy nó cũng không phải là đánh lớn nhưng mà có thể nói cũng thiệt hại cũng khá nhiều cho bên Ukraine, và đặc biệt cái số liệu mà tổng kết của 2 tháng của tháng 7 và của 2 tháng trong cái đợt mà tổng phản công mùa xuân của anh Zelensky thì chúng ta thấy là thiệt hại rất lớn, gần 50.000 quân, và chưa nói tất cả các loại thiết bị khác, đặc biệt là các loại xe tăng và xe bọc thép của phương Tây, và đặc biệt hơn nữa là đã lấy được rất nhiều các loại xe mà nó còn nguyên vẹn đấy, như xe của Pháp hay là xe của Thụy Điển đã lấy được, và đặc biệt là cái Tom Shadow đã tóm được và thịt ra là coi như cũng tức là có thể nói rất là tốt cho những cái nếu mà cuộc chiến kéo dài thì coi như là biết địch với ta, vũ khí địch thì là Nga nắm rất rõ. Mà trong khi đó chúng ta biết cái năng lực sản xuất các cái vũ khí của Nga như hôm qua tôi nói là nó rất rất là lớn. Đấy, mỗi tháng là bằng một năm 2022, là chúng ta biết là chiến sự nó căng cỡ nào. Trong khi đó là các nước ở bên kia mà bây giờ mình cứ sai thằng này làm tí, thằng kia làm một tí, nó khó lắm các bạn. Bây giờ mà bảo là ông là phải cung cấp chừng này rồi tôi cung cấp, bây giờ làm chưa xong thì làm sao được. Nhưng Nga đây nó là thiết thật hơn, nó là cần thiết hơn, nó là cấp thiết hơn, cấp bách hơn. Chứ bên kia thì bây giờ bảo là ông Slovakia làm một ít nhé, rồi bảo là ông Romania sản xuất một ít nhé, rồi ông Mỹ, rồi ông Đức, rồi coi như gom 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 lại trong ngày qua đấy, vừa qua tới cái chỗ Khmelnytsky cái hoặc là Lvov cái nó bom nhưng mà cái nó thì lại tan nát hết. Cái chỗ Odessa này là đau điếng luôn các bạn nhé, cái vụ mà chơi cái cầu Crimea xong bắt đầu đánh Odessa nát bấy luôn là coi như là đau lắm. Đấy, còn chưa nói đến cái vụ 26 tháng 7 là các bạn biết rồi, ngoài cái bao nhiêu sĩ quan đấy rồi là tức là sân bay bến cảng nọ kia tất tật tật đấy là đều bị rất là nặng. Đấy, còn cái bảo lưu cái mà đánh mà UAV mà đánh không đâu vào với đâu vào cái Moscow đấy là Nga đang bảo lưu nhá, đánh vào thủ đô tao à, rồi nhớ nghe. Đấy, nhớ dài lắm nha, đánh đánh là coi như mà bây giờ phải đánh nhanh thôi, ngay và luôn chứ không phải cứ cộng dồn sổ nợ vào đấy, cứ là coi như là phải đánh. Nhưng mà cái vụ này chưa, chắc cũng đang nghe ngóng thông tin tình báo đó các bạn. Thôi cái chiến dịch ngày hôm nay chỉ nói về chiến sự không, mà tôi thấy nó cũng có vẻ hơi dài dài rồi đấy các bạn. Tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, và cũng cảm ơn một số bạn đã có đóng góp cho kênh, rất là chân thành cảm ơn các bạn nha. Chúng ta hẹn nhau là trưa hoặc là đầu giờ chiều chúng ta sẽ có một cái video nói là về thời sự quốc tế trên quả địa cầu. Cảm ơn các bạn. Bye bye.